đó là một câu chuyện hoang đường, không có thật. Mình thì không phải là fan của anh Tân Nguyễn. Mình thì biết anh Tân Nguyễn mà khi mà anh làm từ thiện giúp đồng bào bão lũ thì mình rất là yêu quý. Thế nhưng mà khi mà xem xong cái clip này thì cái hình ảnh của anh cũng không còn trong đầu mình nữa. Một người như anh đã có học, có tiền, dạy người khác làm giàu mà lại đi sân si với chị Hằng về cái chiếc nhẫn 1.000 tỏi thì tôi thấy rằng là nó gì ạ? Nó không xứng. Cái câu chuyện chiếc nhẫn 1.000 tỏi thì ở các chuyên gia người ta phân tích rồi. Tôi không phân tích lại. Đúng không? Một chiếc nhẫn kim cương mà thuộc loại hàng hiếm thì giá trị của nó khác. Một chiếc nhẫn kim cương mà mang ra đấu giá thì nó là vô giá. Đúng không ạ? Pha này thì anh Tân Nguyễn đã tự vả vào mồm mình rồi. Đúng không? Làm cho cộng đồng mạng nó bắt đầu được nghi ngờ với anh Tân Nguyễn rồi. Và tôi nghĩ rằng là anh Tân Nguyễn ấy, là anh này anh biết thừa rồi. Thế nhưng mà anh cố tình làm cái video này để mục đích là gì ạ? Trái chiều dư luận và gây sự chú ý thôi. Nhưng tuy nhiên ấy, là nó lại phản ngược lại. Không có tác dụng gì cho chính mình cả mà lại gây hại cho chính mình. Anh Tân Nguyễn nhá. Qua đây thì mới biết rằng là anh Tân Nguyễn là gì ạ? Dạy người khác làm giàu trình độ quá như nào thì mọi người bây giờ là bắt đầu là gì ạ? Bắt đầu nhận ra anh rồi. Ok nhá. Chúc mừng anh Tân Nguyễn đã gì ạ? Một pha tự hủy mình đi vào lòng đất.